lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Một hôm, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn lễ vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa thầy, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh đó." Quý vị và các bạn thân mến, nhớ lại lời Thánh Vương David tự sự như sau: "Giả như tên địch thù phỉ báng thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mặt lên mày, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi." Làm cho chúng ta nhớ đến câu chuyện của thầy trò Chúa Giêsu, Judas Iscariot, được Chúa yêu thương và chọn gọi làm môn đệ như những người được Chúa chọn sau một đêm dài người cầu nguyện cùng Chúa Cha. Hơn nữa, ông còn được Chúa tín nhiệm giao giữ túi tiền. Thế nhưng, ông đã để mình nghe theo tiếng nói của đồng tiền chứ không phải lời dạy của Chúa Giêsu. Và rồi cuộc đời của Giuđa như một chiếc tàu không có hải đồ, bánh lái đã bị sức hút và mãnh lực đồng tiền quá lớn đã dần dần không khống chế và khuất phục và lai dắt Giuđa. Thật ra, ma quỷ không thể cám dỗ chúng ta phạm tội trong một sớm một chiều. Việc phạm tội là cả một quá trình từ nhẹ tới nặng, do để mình bị khống chế bởi những giá trị trên thế gian, do thờ ơ, nguội lạnh và thậm chí quay lưng trước những tiếng nhắc nhở âm thầm của Chúa. Lạy Chúa, trước tiếng kêu mời sám hối và canh tân chính mình, xin Chúa giúp chúng con biết can đảm nhận ra những yếu đuối và sai lỗi của mình để không bao giờ quay lưng lại với ánh sáng của Chúa chỉ đường cho chúng con. Amen.